Đây là không gian chung mặt trước của tòa nhà ông Nguyễn Gia Thọ đang sở hữu. À, tầng 1 là một salon ô tô Hà Nội. Một cơ sở kinh doanh ô tô. Và các tầng tiếp theo là đã cho thuê để sinh hoạt cà phê và các tổ chức các sự kiện, kèm theo những cây cảnh trang trí rất là đẹp. Chia tay với vườn cảnh ông Thọ, chúng ta đã thưởng thức những tác phẩm bonsai đẹp. Và trong khuôn viên quán cà phê ở tầng 9 thì chúng ta thấy có một cây sam trái như thế này. Vì đứng ở trong quán quay ra cho nên bị ngược ánh sáng. Chúng ta quan sát thấy những trái sam chín đỏ. Đẹp tuyệt vời. Và đây là tác phẩm Cần Thăng. Vì những cây này trang trí ở quán cà phê cho nên là để ven hành lang, không gian góc độ quay rất hẹp, cũng bị hạn chế bởi vì chúng tôi chỉ có chia sẻ được một phía thôi của bóng dáng cây. Phía bên kia là một cái thang máy đang sử dụng. Đây là một vị trí góc của một cái ban công kéo dài. Và phía bên này là một cây, cây này chắc là cây si đá. Tất cả là đều có những cái bóng dáng chung là rất là cổ quái. Đi chuyển ống kính sang bên kia là phải ép sát vào chậu để lách qua. Đó. Đó là tác phẩm phía bên này. Chỗ này nó như một cái vành khăn rộng đến như một cái mâm. Và cũng vị trí ở tầng 10, chúng tôi thấy có một cây bưởi rất là sai. Tuyệt vời thật. Hoàn toàn là ngược sáng vì đứng ở trong nhà mới chiếu ra được. Và đây là một cây thường mực. Cũng có một cái thân hình rất kỳ quái như thế này.
hoàn toàn đứng ở trong phía cửa kính để quay. Đây là quay qua cửa kính. Cũng đã phần nào nói lên được cái dáng dấp thân quái và cái nét đẹp của tác phẩm. Và cũng tại vị trí này có một cây liệu mà trái rất to, chung một bồn với một cây bàng. Vì cái phòng này không thấy có ai, cũng là một quán cà phê nhưng mà thì không thấy sử dụng, không có một ai để có thể nhờ mở cái cửa ra để quay. Tôi đành đứng ở phía trong cửa kính. Chúng ta thưởng thức được hình bóng của cây bàng qua cửa kính. Đẹp. Trong lòng Hà Nội ở trên tầng 8, tầng 9 lại có những cây ăn quả rất sai như cây bưởi, cây liệu và những cây bàng lá đỏ như thế này. Chắc ít nữa thôi thì nó sẽ đổi màu lá đỏ của cây bàng mùa thu Hà Nội rất đẹp. Và cái góc bên cạnh là một cây mẫu đơn. Đó.